Rất vui được gặp lại các bạn trong video hướng dẫn sửa bài tập số trung bình cộng trên hệ thống K. Ở video trước các bạn đã được theo dõi thầy Tấn giảng dạy về phần lý thuyết này rồi. Hôm nay cô sẽ làm một số bài tập. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi sửa một số bài tập ha. Bài 1. Tìm số trung bình cộng và tìm mốt của dãy giá trị bằng cách lập bảng. Đây là một bảng giá trị các số. Người ta yêu cầu mình tìm số trung bình cộng và tìm mốt bằng cách lập bảng. Thì các bạn sẽ lập cho cô một cái bảng tần số bao gồm các cột, đó là giá trị x nè, tần số n, các tích. Và sau đó chúng ta sẽ tính số trung bình cộng trong cái bảng đó luôn ha. Bây giờ cô sẽ lập cái bảng tần số cho mình. Cô có bảng tần số như sau. Ta lập được bảng tần số như sau. Bảng tần số này gồm có cột giá trị x, có cột tần số n, có cột các tích, và cái cột cuối cùng là chúng ta sẽ tính giá trị trung bình cộng ha. Rồi bây giờ các giá trị của x thì mình có những giá trị nào đây? Các bạn dò trên bảng cho cô. Chúng ta được các giá trị như sau. Đó là 18, 19, 28, 26, 18, 19 thì có rồi ha. Tiếp tục 20, 17, 26 có rồi. 18, 30 nè, 31, 24 có chưa? 24, 22, 21, 21 được đúng chưa? Vậy là tổng cộng chúng ta có các giá trị đó là 17, 18, 17 này, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. À, chúng ta không có 23 ha. 22 rồi đến 24. 26. 28. 30 và 31. Bây giờ chúng ta sẽ tìm tần số của từng giá trị này. Đầu tiên là đối với số 17, các bạn dò trên bảng xem thử có bao nhiêu số 17 xuất hiện. Thì đối với những bài này cũng tương tự như ở phần bài 1 về một số vấn đề về thống kê ha, thì các bạn cũng dò cho cô lần lượt theo cột hoặc là theo hàng để tránh sót các giá trị. Thì cô tìm, sau khi cô dò bảng thì cô tìm được tần số của 17 đó là 3. Tần số 18 đó là 7 nè. Tần số 19 là 3. Tần số 20 là 2. Tần số 21 là 3. Tần số 22 là 2. Tần số 24 là 3. Tần số 26 là 3. Tần số 28 là 1. Tần số 30 là 1. Và cuối cùng tần số 31 là 2. Vậy tổng cộng chúng ta có bao nhiêu giá trị? Có nghĩa là n chúng ta sẽ bằng, chúng ta cộng tất cả các tần số này lại ha. Sau khi cộng lại được thì cô được đó là n lớn của chúng ta bằng 30. Có nghĩa là bảng giá trị này sẽ có 30 giá trị. Hoặc là các bạn có thể tính nhá, các giá trị ở trên cái bảng này ha. Chúng ta có 3 hàng và 2, 4, 6, 8, 10. Có 10 cột, đúng không? 3 hàng và 10 cột thì tổng giá trị của chúng ta sẽ là 30. Chúng ta cộng các tần số này lại với nhau đúng bằng 30 thì chúng ta đều đúng rồi ha. Tiếp tục bây giờ chúng ta sẽ tìm các tích cho cô. Các tích là chúng ta sẽ lấy giá trị nhân với tần số lần lượt ha. Giá trị nhân với tần số. Vậy thì đối với giá trị 17 và tần số 3 thì tích của cô đó là 17 x 3 thì bằng 51. Tích tiếp theo 18 x 7 bằng
126. 19 nhân 3 bằng 57. 20 nhân 2 bằng 40. Tích lại 21 nhân 3 thì bằng 63. 22 nhân 2 thì bằng 44. 24 nhân 3 là bằng 72. 26 nhân 3 bằng 78. 28 nhân 1 bằng 28, 30 nhân 1 bằng 30 và cuối cùng 31 nhân 2 là bằng 62. Tổng các tích của cô được bao nhiêu đây? Cô cộng tất cả các tích này lại với nhau thì có được giá trị đó là 651. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tính số trung bình cộng ha. Trung bình cộng của cô được ký hiệu là chữ X và có dấu gạch ngang ở trên. Rồi, trung bình cộng thì có phải là nó sẽ bằng tổng các tích này chia cho n lớn. Có nghĩa là ta sẽ có 651 chia cho 30. Và 651 chia 30 chính bằng 21,7. Đúng như nào? Vậy là chúng ta hoàn thành xong tìm số trung bình cộng ha. Bây giờ cô sẽ kẻ cái bảng này lại ha. Thì ta sẽ được như sau. Rồi đây là cô được cái bảng tần số bao gồm là tính số trung bình cộng trong đây luôn ha. Và bây giờ cô sẽ kết luận. Kết luận của cô như sau. Đó là vậy số trung bình cộng là x sẽ bằng 21,7. Và đề bài người ta yêu cầu mình tìm mốt nữa. Vậy mốt của bảng giá trị này là gì? Mốt ký hiệu là M có số 0 ở dưới ha. Mốt là giá trị mà có tần số xuất hiện nhiều nhất. Bây giờ các bạn dò trên bảng tần số xem thử số nào là lớn nhất. Chúng ta nhận thấy số 7 là lớn nhất, đúng chưa? Và tần số 7 có nghĩa là nó ứng với giá trị là 18. Vậy thì suy ra được đó là mốt của dấu mốt của bảng giá trị này đó là 18. Được chưa nào? Khá là dễ dàng. Cô vừa hoàn thành xong bài 1, bây giờ chúng ta bắt đầu đi qua bài 2 ha. Đề bài 2 như sau. Trong cuộc chạy thi của rùa và thỏ, quãng đường đi được tính bằng mét trong từng đơn vị thời gian tính bằng phút. Được cho trong bảng sau, có nghĩa là người ta cung cấp cho mình vận tốc của rùa và thỏ. Đây là cái bảng số liệu ha. Hàng thứ nhất ở đây là vận tốc của rùa, còn hàng thứ hai đó là vận tốc của thỏ. Câu A, lập bảng phân phối thực nghiệm, nghĩa là bảng tần số á, vận tốc của rùa và thỏ. Câu B, tính vận tốc trung bình của rùa và thỏ, có nhận xét gì về các vận tốc trung bình này? Đầu tiên chúng ta sẽ làm câu A. Câu A yêu cầu mình là lập bảng tần số đối với vận tốc của rùa và thỏ. Đầu tiên cô sẽ lập bảng tần số đối với rùa ha. Bảng tần số của rùa tần số. Đây là vận tốc nè. Mét trên phút. Và đây là tần số. Rồi, các bạn dò cho cô bảng hàng thứ nhất.
ở trong cái bảng số liệu người ta cho mình ban đầu. Hàng thứ nhất đây là vận tốc của rùa. Mình xem thử có bao nhiêu giá trị khác nhau của vận tốc. Đầu tiên là giá trị 15. Đúng chưa? 14 này, 12, 13. 14, 15 thì có rồi đúng không? 12, 13 có rồi. Tiếp tục là 11, 10. Đúng chưa? Vậy là tổng cộng chúng ta có các giá trị của vận tốc như sau. Đó là 10, 11, 13, 14 và 15. Rồi để cô kể lại cái bảng này ha. Và chúng ta có một cái cột nữa, đó là n lớn của chúng ta là bao nhiêu. Rồi bây giờ các bạn đếm cho cô số lần xuất hiện của giá trị 10 nào. Đây, chúng ta có một lần xuất hiện của giá trị 10 và hai lần. Vậy suy ra là tần số của giá trị 10 đó là 2. Tiếp tục 11. 11 là có 1, 2, cũng có 2 lần xuất hiện luôn. Tiếp tục 12. 12 có 1, 2, 3, 4, 5. Hết rồi ha, 5 lần xuất hiện. Giá trị 13. 13 thì có 1, 2, 3. 14. 14 của chúng ta có 1 này, 2, 3, 4, 5. Đúng chưa nào? Giá trị cuối cùng đó là giá trị 15. Chúng ta có 1, 2, 3. Có 3 lần xuất hiện. Vậy thì tổng cộng N chúng ta bằng 20. Đúng chưa nào? Đây là bảng tần số của rùa. Bây giờ cô sẽ lập bảng tần số của thỏ. Đây là cô có bảng tần số của thỏ. Rồi bây giờ cô sẽ lấy cái bảng này luôn ha. Cô lấy cái bảng này rồi cô sẽ thay giá trị. Đây, cô sẽ xóa các giá trị ở trong này. À, N của chúng ta cũng bằng 20 ha, chúng ta quan sát lên bảng thì thấy. Rồi, bây giờ chúng ta đếm xem thử. Thỏ của chúng ta có bao nhiêu giá trị đây? Đầu tiên là 0 nè. Giá trị 0 một loạt luôn đúng không? Tiếp tục là giá trị 6, giá trị 10, 20, 40, 45 và 50, 52 luôn. Vậy là chúng ta có các giá trị đó là 0, 6, 10, 20, 40, 45, cô xin lỗi, 50, 10 và 52. Vậy cái bảng này cô sẽ chia làm 2. Ta có 50 và 52. Rồi, vậy là cái số giá trị khác nhau của thỏ lớn hơn rùa một giá trị. Bây giờ chúng ta sẽ đếm tần số của giá trị 0. Là ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 giá trị luôn đúng không? 10 lần xuất hiện. Rồi tần số này khá lớn. Với vận tốc là 0. Tiếp tục vận tốc 6 có bao nhiêu đây? 1 nè, 2, 3. Có 3. Vận tốc là 10 thì có 2, tương tự ha. Chúng ta cũng đếm cho cô như vậy. Giá trị 20 là 1. Giá trị 45 là 1. Giá trị 50 là 2. Và cuối cùng giá trị 52 là 1 lần xuất hiện. Đúng như nào?
Cô hoàn thành xong hai bảng tần số của rùa và thỏ rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục qua câu B, đó là tính vận tốc trung bình của rùa và thỏ. Để tính vận tốc trung bình thì chúng ta sẽ dựa vào cái bảng tần số chúng ta vừa tính được. Đúng như là câu B nè. Bây giờ cô sẽ tính vận tốc của từng của rùa trước và của thỏ sau ha. Là ta có số trung bình cộng biểu diễn vận tốc trung bình đầu tiên là v của rùa. Vận tốc trung bình của rùa cũng ký hiệu như vậy ha. Rồi sẽ bằng gì đây? Vận tốc trung bình thì cô sẽ lấy lần lượt giá trị của vận tốc nhân với tần số. Cô cộng tất cả các giá trị đó lại chia cho tổng số các giá trị. Có nghĩa là cô sẽ lấy lần lượt này 10 x 2, đúng chưa? 10 x 2, cô cộng với 11 x 2. Cộng cho 12 x 5. Cộng 13 x 3. Cộng 14 x 5. Cộng 15 x 3. Và tất cả chia cho tổng số các giá trị ở đây là 20. Và cái này cô tính được đó là tổng các tích này chia cho 20 thì sẽ được 12,8. Đây là đơn vị là mét trên phút. Cách làm tương tự cô cũng có vận tốc trung bình của thỏ sẽ bằng. Đây là 0 x 10, đúng chưa? Cộng cho 6 x 3. Cộng 10 x 2, cộng 20 x 1, cộng 45 x 1, cộng 50 x 2, cộng 52 x 1. Tất cả cũng chia cho 20. Và vận tốc trung bình của thỏ tính được đó là bằng 12,75 m trên phút. Rồi sau khi tính được vận tốc trung bình của rùa và thỏ thì các bạn hãy đưa ra cho cô nhận xét về cái vận tốc trung bình này. Thì quan sát, vừa quan sát trên bảng và trên cái bảng tần số cũng như là vừa quan sát cái vận tốc trung bình của rùa và thỏ thì cô có thể đưa ra một nhận xét như sau. Rõ ràng vận tốc của rùa bằng 12,8 m trên phút là sẽ đại diện tương đối chính xác cho vận tốc của rùa ở các thời điểm khác nhau. Đúng như nào? Chúng ta quan sát được cái bảng thống kê ban đầu thì các vận tốc của rùa rõ ràng là nó khá là đều nhau. Đúng chưa nào? 15, 14, 14, 12, 13 vận tốc khá là đều nhau ở các thời điểm khác nhau. Nên là cái vận tốc trung bình của rùa sẽ đại diện tương đối chính xác cho vận tốc của rùa. Còn ngược lại, đối với vận tốc của thỏ là 12,75 thì cái vận tốc này không thể nào mà đạt của thỏ. Vì sao? Vì vận tốc của thỏ lúc thì bằng 0. Các bạn quan sát lại cái bảng số liệu ban đầu ha. Lúc thì vận tốc bằng 0 nè. Lúc thì vận tốc lại là 6. Rồi lúc lại vận tốc lại là 52. Các giá trị nó khác xa so với cái giá trị vận tốc trung bình đó là 12,75. Nên là vận tốc của thỏ không thể nào đại diện chính xác cho vận tốc của thỏ được. Nên cô sẽ đưa ra một kết luận như sau. Nhận xét đầu tiên đó là V trung bình của rùa bằng 12,8 mét trên phút đại diện tương đối chính xác cho vận tốc của rùa. Ở các thời điểm khác nhau.
Còn đối với vận tốc của thỏ bằng 12,75 mét trên phút thì nhìn chung là không thể đại diện. Thỏa đáng cho vận tốc của thỏ. Tại các thời điểm khác nhau, của thỏ. Được chưa nào? Vì sao? Vì vận tốc của thỏ lúc thì bằng 0 mét trên phút, lúc thì lại bằng 6 mét trên phút ha. Rồi lúc thì bằng 52 mét trên phút. Khác xa giá trị vận tốc trung bình là 12,75 mét trên phút. Được chưa? Đó là nhận xét về vận tốc trung bình của rùa và thỏ mà chúng ta vừa tìm được. Rồi cô vừa hoàn thành xong bài tập 2, bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài tập 3. Đề bài 3 như sau. Tháng 3 năm 2003, khi điều tra tình hình phát triển của các em bé sinh trong tháng 5 năm 2001 cho một nhà trẻ, người ta thống kê chiều cao của các em. Kết quả được cho trong bảng thống kê số liệu ban đầu sau đây. Đây là kết quả người ta nghiên cứu được ha. Câu A, căn cứ vào bảng thống kê số liệu ban đầu này để lập bảng phân phối thực nghiệm. Câu B, chiều cao trung bình của các em. Câu C, theo tiêu chuẩn phát triển của trẻ em thì với một em bé 15 tháng tuổi, chiều cao khoảng vào khoảng 80 cm. Như vậy, ta có thể coi các em có chiều cao từ 78 đến 82 là phát triển bình thường, các em có chiều cao từ 82 đến 87 là phát triển tốt, các em có chiều cao dưới 78 cm là suy dinh dưỡng. Hãy tính tỷ lệ các loại trên so với cả nhóm và dùng biểu đồ hình quả để biểu diễn. Rồi, đầu tiên là chúng ta sẽ lập bảng phân phối thực nghiệm. Bảng phân phối thực nghiệm có nghĩa là bảng tần số, đúng không nào? Vậy bây giờ cô sẽ lập bảng tần số cho cái dấu hiệu này ha. Bảng tần số của chúng ta gồm có số thứ tự, giá trị ở đây đó chính là chiều cao và tần số. Thì cô sẽ kể cái bảng như sau. Đây là cái bảng cô cần thống kê. Đầu tiên là chúng ta làm câu A ha. Bảng phân phối thực nghiệm hay là bảng tần số ạ. Bảng này cô sẽ chia thành 3 cột như thế này. Đó là số thứ tự, giá trị và tần số. Rồi đầu tiên các bạn đếm dựa vào bảng số liệu thống kê ban đầu, hãy xác định cho cô những giá trị khác nhau của dấu hiệu này. Đầu tiên là chúng ta có giá trị 80, rồi tiếp tục 84, 81, 78, 75, rồi 79 à, 83, 85, 76, 73, vân vân. Sau khi quan sát trên cái bảng thì chúng ta có thể đưa ra các giá trị cho cô như thế này. Đó là chúng ta có tổng cộng 14 giá trị khác nhau. Đó là 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,
84, 85, 86 và giá trị 86 là cuối cùng ha. Số thứ tự của chúng ta là chúng ta có 14 giá trị, có nghĩa là số thứ tự sẽ là từ 1 cho đến 14, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14. Rồi tổng cộng n của chúng ta bằng bao nhiêu đây? À cô xin lỗi, chúng ta phải tính tần số xong rồi chúng ta mới tính được n chứ nhỉ? Hoặc là dựa vào cái bảng chúng ta có thể biết được n chúng ta là bằng bao nhiêu, tổng cộng là có bao nhiêu giá trị đây? Chúng ta có 2, 4, 6, 8, 8 cột và 2, 4, 5, 5 hàng. 8 cột và 5 hàng nghĩa là chúng ta có 40 giá trị, n lớn bằng 40, đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ tìm tần số. Đầu tiên là tìm giá trị 73 xem có tần số là bao nhiêu. Rồi chúng ta sẽ dò cái bảng số liệu thống kê ban đầu theo cột hoặc là theo hàng để chúng ta đỡ sót giá trị. Đầu tiên là giá trị 73. Cô sẽ dò cột thứ nhất. Cột thứ nhất chúng ta không có giá trị 73 nào. Cột thứ hai cũng vậy. Cột thứ ba có một giá trị 73. Cột thứ tư không có. Tương tự cột thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và thứ tám cũng không có luôn. Nên giá trị 73 của cô có tần số là 1. Cũng dò tương tự như vậy luôn ha, thì cô sẽ có được các tần số lần lượt như sau. Đó là 1, 2, 3, 1, 4, 6, 6, 6, 2, 2, 4, 1, 1. Đúng chưa nào? Đó là cô vừa hoàn thành xong bảng tần số cho chúng ta. Tiếp tục. Bây giờ cô sẽ lập thêm một cái bảng nữa, đó là bảng phân phối ghép lớp. Bảng phân phối ghép lớp nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta sẽ gom một số giá trị lại thành một nhóm. Và cụ thể ở câu B, người ta chia cho mình đó là các em có chiều cao từ 78 đến 82 nè, 82 đến 87 và 73. Vậy thì có nghĩa là chúng ta sẽ chia thành ba nhóm, đó là nhóm trẻ em phát triển bình thường, nhóm trẻ em phát triển tốt và nhóm trẻ em suy dinh dưỡng. Thì bây giờ cô sẽ lập cái bảng phân phối ghép lớp như thế này ha. Đây là bảng phân phối ghép lớp. Rồi chúng ta sẽ chia thành 3 nhóm như sau. Nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3. Nhóm 1 đó là từ chiều cao dưới 78, có nghĩa là từ 73 cho đến 77. Nhóm 2 là từ 78 cho đến 82. Nhóm thứ 3 đó là từ 83 cho đến 86. Rồi bây giờ các bạn đếm cho cô xem tần số giá trị từ 73 đến 77 như sau là bao nhiêu. Có nghĩa là chúng ta sẽ cộng tần số từ giá trị 73 cho đến 77 lại là tần số được là 8, đúng chưa nào? 1 cộng 1 là 2, 2 cộng 2 là 4, 4 cộng 3 là 7, 7 cộng 1 là 8. Tiếp tục cộng cho cô từ 78 cho đến 82. 78 đến 82 là gồm 24. Tiếp tục đó là nhóm kế tiếp 83 cho đến 86. Tổng tần số là 8. Rồi các bạn tính cho cô tần suất. Cái này n của chúng ta vẫn bằng 40 ha. Rồi, tần suất. Tần suất chính là f bằng n nhỏ trên n lớn. Đúng như nào? Vậy thì ở đây tần suất thứ nhất cô có 8 mà chia cho 40 là được 20%. Tương tự 24 là cũng có 60%. Và tần số là 8 cũng sẽ có 20%. Được chưa nào? Đó là bảng phân phối ghép lớp với đầy đủ tần số và tần suất của các nhóm ha. Bây giờ chúng ta sẽ tính chiều cao trung bình. Câu B. Chiều cao trung bình của các em
là ta sẽ có gì đây? X ngang của cô sẽ bằng 1 nhân 73 cộng 1 nhân 74 cộng 2 nhân 75 cộng 3 nhân 76 cộng 1 nhân 77 cộng 4 nhân 78 cộng 6 nhân 79. Cộng 6 nhân 81 cộng 2 nhân 82 cộng 2 nhân 83 4 nhân 84 cộng 1 nhân 85 cộng 1 nhân 86. Tất cả tổng này cô sẽ chia cho 40. Đúng như là sau khi tính được thì cô sẽ ra cái chiều cao trung bình của cô sẽ gần bằng 80. Đúng chưa? Chiều cao trung bình của cô sẽ bằng 80. Rồi, tiếp tục cô sẽ làm vẽ cái biểu đồ hình quạt. Được chưa nào? Thì các bạn chú ý như sau. Chú ý để vẽ được biểu đồ hình quạt thì chúng ta cần biết được hình quạt biểu diễn số trẻ em của từng nhóm có ở tâm là bao nhiêu. Thì bây giờ cô sẽ tính nè. Hình quạt biểu diễn số trẻ em suy dinh dưỡng có góc ở tâm là 1 hình tròn của chúng ta thì có 360 độ, đúng như nào? Mà số trẻ em suy dinh dưỡng thì chiếm 20%. Nên cô sẽ lấy 360 độ nhân với 20%. Và cô được 72 độ. Tương tự, cô sẽ có hình quạt biểu diễn số trẻ em phát triển bình thường. Có góc ở tâm là 360 độ nhân với 60. Vì số trẻ phát triển bình thường chiếm 60%. Cái này bằng 210 độ. Đúng chưa? Tiếp tục hình quạt biểu diễn số trẻ em phát triển tốt. Có góc ở tâm là 360 độ nhân với 20%. Cái này bằng 72 độ. Được chưa nào? Đó là các góc mà cô biểu diễn được. Bây giờ cô sẽ biểu diễn biểu đồ hình quạt ha. Đầu tiên các bạn hãy vẽ cho cô một cái hình tròn. Được chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau biểu diễn số trẻ em suy dinh dưỡng. Số trẻ em suy dinh dưỡng có góc ở tâm độ. Nên là cô sẽ dựng một cái hình quạt có góc ở tâm đó là 72 độ. Như thế này. Đây là nhóm thứ nhất. Đúng chưa? Tương tự nhóm thứ hai. Nhóm thứ hai thì bằng 210 độ. Nhóm thứ ba cũng có 72 độ luôn. Nên cô sẽ dựng này. Hai này bằng nhau. Đúng chưa? Còn đây là nhóm thứ hai. Rồi cô sẽ ký hiệu ha. Đây là nhóm thứ nhất. Nhóm thứ hai. Cô ký hiệu màu vàng đi.
Rồi, bây giờ cô sẽ chú thích một chút xíu. Một lớn của cô là trẻ suy dinh dưỡng. Chiếm 20%. Mục thứ hai đó là trẻ phát triển bình thường. Phát triển cô viết tắt ha. Chiếm 60%. Và nhóm thứ ba đó là trẻ phát triển tốt. Chiếm 20%. Rồi, đó là cô vừa hoàn thành xong bài tập 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bài tập 4. Bài 4, trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai là 39, trung bình cộng của số thứ hai và số thứ ba là 30, trung bình cộng của số thứ ba và số thứ nhất là 36, tìm ba số đó. Đối với bài này, chúng ta sẽ đi theo từng dữ kiện của bài toán. Đầu tiên, cô sẽ gọi ba số này lần lượt đó là A, B, C. Được chưa nào? Gọi lần lượt các số thứ nhất thứ hai thứ ba là A, B, C. Rồi, từ bài toán, từ đề bài toán ta có điều gì? Ta có là trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai là 39, có nghĩa là A cộng B chia 2 sẽ bằng 39. Suy ra được đó là A cộng B bằng 78. Đúng như nào? Có nghĩa là tổng hai số thứ nhất và số thứ hai là bằng 78. Tương tự, trung bình cộng của số thứ hai và số thứ ba là 30 thì ta sẽ có được là tổng số thứ hai ha, số thứ hai đó là B cộng C sẽ bằng 30 nhân 2 và bằng 60. Được chưa nào? Tiếp tục, trung bình cộng của số thứ ba và số thứ nhất có nghĩa là A cộng C bằng 36 thì tổng A cộng C bằng 36 nhân 2. 36 nhân 2 là bằng 72. Được chưa nào? Chúng ta có A cộng B bằng 78, rồi B cộng C bằng 60, A cộng C bằng 72. Vậy thì các bạn quan sát thấy cho cô, mỗi số thứ nhất, thứ hai và thứ ba nó đều xuất hiện hai lần từ cái dữ kiện này ha, A cộng B rồi B cộng C, A cộng C. Khi đó cô sẽ cộng tất cả các số này lại thì cô được điều gì? Ta có nè, bây giờ cô sẽ cộng tất cả lại ha, là cô có A cộng B, cô cộng cho B cộng C cộng A cộng C thì sẽ bằng 78 nè cộng 60 cộng 72. Đúng như nào? Mà ở đây ta thấy là A của chúng ta xuất hiện 2 lần, B xuất hiện 2 lần và C cũng xuất hiện 2 lần, nên cô sẽ đặt số 2 ra làm nhân tử chung, ở trong ta được tổng A cộng B cộng C. Đúng chưa? 78 cộng 60 cộng 72 là được 210. Đúng không nào? Rồi tới đây chúng ta sẽ suy ra được cho cô tổng 3 số A, B, C chính bằng 210 mà chia cho 2 là được 105. Đúng chưa? Ta có tổng 3 số thì bằng 105. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm từng số 1. Đầu tiên, tổng 2 số thứ nhất và thứ hai thì bằng 78, trong khi đó tổng 3 số thì bằng 105. Nên khi đó ta sẽ suy ra được, ta sẽ tìm được cái số thứ ba đó là số C. Đúng chưa nào? Vậy số thứ ba là
Muốn tìm số thứ ba, ta sẽ lấy tổng của ba số trừ đi tổng của số thứ nhất và số thứ hai. Có nghĩa là C lúc này bằng 105 trừ đi 78 và bằng 27. Đúng chưa nào? Tiếp tục, đối với tổng B cộng C này là ta có tổng của hai số 2 và 3 nên ta sẽ tìm được số thứ nhất. Vậy số thứ nhất là A sẽ bằng tổng của 3 số trừ đi tổng của số thứ 2 và số thứ 3 là 60. 105 trừ 60 là bằng 45. Đúng chưa nào? Tương tự, chúng ta cũng tìm được số thứ 2. Số thứ 2 đó là B bằng 105 trừ đi tổng A cộng C. A cộng C là 72. Và 105 trừ 72 thì bằng 33. Vậy ba số cần tìm là 45, 33 và 27. Đúng như nào? Cô vừa hoàn thành xong bài tập 5. Bài tập 4, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bài tập 5 ha.